夏休みの宿題やってるのか。何言ってんだよ母ちゃん。Để ý cái bàn phím nha, control lên xuống. まだ何言ってんだよ母ちゃん。まだ休み。宿題はそこまでに。Câu hỏi tiếp theo. 宿題は三十。Và nếu như phần nào không rõ ngữ cảnh thì mình có thể chạy video và sau đó F7 để lưu lại. まだ休みは F7. 何じゃないよ。Và ô má chi. Tu tới là trình tròn F7. Nó đây là video hướng dẫn cách lấy phụ đề từ subsist nia torrent 1344.to cho mình nhớ là như vậy. À mình nhầm, 1337 mới đúng. Chỉ cần tìm là có, hoặc là tìm với từ khóa torrent size, vì mình không biết những cái trang này có đổi tên miền hay không nên mình chỉ đưa cái tên thôi. Nia đã đổi từ nia.c sang .to.c rất là cũng khá nhiều lần rồi. Có hai cách để lấy phụ đề, một là tải file svt hoặc ass. Thỉnh thoảng thì sẽ gặp file sub hoặc là sub, cái này sẽ dùng cái cách khác để mà hai file nè, dùng cách khác để chỉnh. Vì hai file này là kiểu như hình ảnh á, dùng ký tự quang học OCR. Cách thứ hai là dùng tải file MKV. Cách để lấy phụ đề từ file MKV. Giải nén phụ đề từ file MKV dùng cái link này nè. MKV Clever. Từ phần mềm MKV Tunis. Mà link thì mình đã để phía trên này rồi. Giờ mình tải. Vì đây là phần mềm ở định dạng 32 bit nên bất kỳ máy tính nào cũng có thể chạy được. Giải nén ra đâu đó, ví dụ ổ D. Theo như mình thì D program file cho đỡ mất công tìm. Hoặc là thư mục khác cũng được. Mở MKV Clever. Đợi chút. Bây giờ mình chọn thư mục Locate MKV Tunis. Và chọn đến thư mục mà lúc nãy mình đã cài. Đây là cái folder của nó nè. Sau khi chọn thì mình select folder. Và bây giờ mình kéo thả cái file MKV vào để giải nén phụ đề. Mình không nhớ cái file hôm bữa là làm tới đâu rồi. Hôm bữa làm tới tập 42, cách đây mấy tháng rồi. Giờ mình làm tập 43. Làm nháp thử nè. Kéo thả phụ đề video vào đây. Ở đây có 3 cái phụ đề: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Mình chọn tiếng Anh. Nếu như mà có nhiều video thì mình có thể chọn được nhiều video nè.
Và nếu như tất cả các video vị trí của phụ đề đồng bộ với nhau thì có thể chọn ở phía bên phải là chọn tất cả luôn. Ví dụ ở đây 43, 44, 45 tất cả đều ở phụ đề thứ nhất thì mình chọn Shift Title Track 1, sau đó Extract Tracks. Mình sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian. Nếu muốn dễ nén phụ đề đến vị trí folder nào thì chọn ở đây, còn nếu như không chọn thì nó sẽ dễ nén thẳng tới cái folder để chứa cái video đó luôn. Tùy vào cấu hình máy nhanh hay chậm, mạnh hay yếu mà phụ đề sẽ được giải nén nhanh hay chậm dựa vào đó. Chúng ta đến phần translate, dịch phụ đề. Chú ý, trước khi dịch bất kỳ một tập nào thì bạn nên xem nguyên một tập đó luôn, vì như thế sau khi mà xem xong mình dịch sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Với mình là một video 24 phút, khoảng 300 dòng trong phụ đề, mình dịch, chỉnh sửa và kiểm tra lỗi chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, vì mình sử dụng song thoại. Hai thoại, phụ đề gốc và Google Translate, nên sẽ phần chuẩn bị sẽ khá là dài, nhưng mà nếu như mà quen rồi thì chỉnh cũng khá là lẹ. Các bạn theo dõi nhé, tại vì xong cái phần đầu nhanh, phần đầu khá dài, nhưng mà phần giữa thì dịch, sau khi mà chuẩn bị xong rồi dịch sẽ khá là nhanh. Giai đoạn chuẩn bị: mở phụ đề định dạng SRT hoặc ASS. Nếu mở phụ đề nó đang là SRT thì lưu thành ASS. Ví dụ đang SRT này là Subscript này, thì mình sẽ chọn Format và chọn Advanced Substation Alpha, sau đó lưu lại. Và khi lưu lại thì sẽ đổi thành cái tên, nó sẽ hỏi mình đổi thành cái tên khác, ví dụ ở đây là .srt, thì khi mà lưu á sẽ mình sẽ chọn là ass. Đây, sau đó mình chọn save. Rồi, rất là nháp. Bây giờ sau khi mở phụ đề xong thì mình mở video. Các chú ý khi dịch phim: ở mức độ cơ bản, ví dụ file SRT hoặc là file ISS mà không có cần những cái format phức tạp như ở những hàng chỉ định như là tên tên phông hoặc là kích cỡ phông, in đậm, in nghiêng. Cái thứ hai cần phải để ý là CBS và CBL. CBS là gì? Là character per second, số ký tự trong một giây. Bây giờ ta sẽ thử số ký tự trong một giây. Bây giờ mình mở cái video video tượng trưng. Bây giờ mình sẽ nhập số vô, ví dụ ở đây đang là một giây đi, chọn một giây 7890. Mình sẽ chỉnh cho cái chữ nó lớn hơn chút.
Và cái con số này sẽ biểu tượng cho số ký tự. Từ 1 đến 0 là 10 ký tự. Ở đây là 10 ký tự đi. Giờ mình sẽ copy tất cả cái này nè lại với nhau. Ở dòng trên cùng là 10 ký tự một giây. Ở đây là 20 ký tự một giây. Ví dụ ở trên này là 1 giây, từ 0 giây đến 1 giây là 1 giây nè. Và 10 ký tự có nghĩa là mình chạy video nha. Thì mình sẽ đọc kịp trong từ 1 đến 0, ở đây là 10 ký tự. Số ký tự ở đây là 10 chia 1 giây là 10 ký tự 1 giây. Ở đây là 20 ký tự. 20 ký tự từ đây đến đây là 1 giây. Và mình chạy thử nha. Đó, có nghĩa là trong 1 giây 20 ký tự mình sẽ đọc không kịp. Ở mức nhìn đọc cơ bản của người bình thường là khoảng 17 CPS. Thế nhưng mà trên 17 á, thì sẽ không đọc kịp. Hoặc là ở đây là từ 2 phút đến 2 phút 1 giây là 1 giây. 1 giây và ở đây mình có 4 số 0 là 40 ký tự. Và trong 1 giây mình phải đọc hết nguyên 1 dãy ký tự này sẽ không là việc không thể nào. Tóm lại, CPS là cái cần phải lưu ý. Nếu CPS quá cao không thể đọc kịp. CPS quá cao thì sẽ không thể nào mà đọc kịp. Vì vậy nên giữ ở từ 17 trở xuống là ok. Còn CBL là số ký tự trên một hàng. Ở đây những cái dòng mà đã được đánh dấu nè. Bây giờ mình tắt cái actor này. Cái này không có quan trọng nữa. Mất là nó sẽ tự động mới tràn viền. Ví dụ bây giờ mình sẽ, cái này đang là 52 dòng, 52 ký tự trên một hàng, thì mình sẽ xóa bớt thì nó sẽ hiển thị nguyên một hàng luôn. Và nếu như mà có hai hàng thì mình kiếm cái nào nhiều chữ chút. Bây giờ ở đây là 70 ký tự trên một hàng nha. Thì nếu như mà không có xuống tự động xuống hàng á, không có nút enter để xuống hàng, thì nó sẽ tự động ngắt ở những chỗ mà nó khá là lủng củng. Thì bây giờ mình xuống hàng nè, thì ở đây là 32, hàng đầu là 32, hàng sau là 38 nè. Như vậy thì nó sẽ xuống hàng theo cái mà mình chỉ định, những cái cụm từ mình chỉ định để không có bị lủng củng. CBL nói chung là như vậy. Ở đây mình cài là 50 thôi. CBL 50 là nó sẽ tự động không có xuống hàng. Khi mà cái chỗ nào mà nó hiển thị màu đỏ nè, có nghĩa là nó bị tràn viền. Nó bị tràn viền thì nó sẽ tự động xuống hàng mà không theo cái ý của mình. Mình phải chỉnh cho sao cho nó không còn bị lỗi màu đỏ nữa. Mình sẽ enter nè. Enter thì nó sẽ không có hiển thị lỗi nữa. Như vậy thì câu cú sẽ gây gọn hơn. Ví dụ nè, bằng cách so sánh thì so sánh phải đi chung với nhau. Mình enter xuống hàng thì như thế là đã giải thích xong về CBL rồi. Còn cái actor thì thật sự không có quan trọng lắm. Nó chỉ thực sự quan trọng khi nào mà cần những cái video, những cái anime cực kỳ khó khăn về thuật ngữ như là Yu-Gi-Oh hoặc là Conan. Actor sẽ rất là hữu dụng trong những cái anime mà rất là khó dịch
ví dụ Conan, Yu-Gi-Oh hoặc là Overlord, để tìm những thuật ngữ mà đặc thù của chỉ định, ví dụ như là tên skill nè, những thuật ngữ khá là khó nhằn cho từng nhân vật. Ở đây sẽ là, đợi chút, ví dụ actor nè, ở đây là Y dài là Izuru nè, còn H là Haneru, và HI là bạn của nhân vật chính, Haneru là Hiroto. Cái này thì video này cũng không có khó dịch lắm đâu, nhưng mà còn tùy vào cái người đã cung cấp cái phụ đề nè thì sẽ như vậy nè, cho dễ dịch hơn. Ví dụ mình có thể dùng chức năng lọc theo tên nhân vật đây. Sau khi mình lọc xong thì mình có thể trở về ban đầu, ví dụ như là Star Time hoặc là End Time. Còn một cái nữa là khá là hay, đó là tìm character và second, sẽ lọc theo độ dài, lọc theo cái CBS này. Cái nào mà CBS quá cao thì mình sẽ chỉnh cho nó thấp, nhưng mà cái vấn đề mà gọi là timing, cái để mà cho CBS nó ngắn lại mình sẽ nói ở video sau. Tức là chỉ có hai cái mình nói là CBS và CVL thôi. Cái điều quan trọng cuối cùng là dấu ngoặc đơn, để nói về những cái mà liên quan đến tên hoặc là biểu ngữ, hoặc là tên phòng, tên lớp nè, hoặc là tên chiêu thức trong võ thuật, hoặc là cái anime về siêu nhiên. Ví dụ giờ mình lọc về lại cái number nha. Number là đánh số ngay từ lúc đầu, từ ban đầu cho nó khớp với cái start time, end time. Ví dụ ở đây nè, cái actor, thấy actor sai nè, là cái đánh dấu á, đó là cái tên bản hiệu nè, thì mình sẽ chỉnh nhanh, thì mình sẽ để ở trong ngoặc, này enter, đừng có shift enter. Mình enter bình thường nó đã xuống dòng rồi, còn shift enter nó sẽ xuống cái dòng sau luôn á. Cái này là ngắt, gọi là enter bình thường là ngắt dòng. Và cái này nè là đây nó sẽ bị trùng, thì ở đây chính là cái biểu ngữ nè. Khi mà có hai cái mà bị trùng lai với nhau, mình sẽ nhập nó vô là chung với nhau luôn, và nhập bằng Merge Selected Lines. Sẽ lên như vậy nè. Và để ý cái character per second sao cho nó vừa trong khoảng 17. Còn nếu như mà có cái dấu ngoặc đơn nè, cho lên 20 cũng không sao.
Còn mấy cái dấu ngoặc kép để nhấn mạnh tên của một ai đó hoặc là một vật gì đó, ví dụ như là tên gọi là nickname hoặc là tên skill. Ví dụ có tên skill skill 1 sẽ được nhấn mạnh bằng cái tên khác của skill đó, thì mình sẽ để trong dấu ngoặc kép. Phần giới thiệu về các chú ý khi dịch phim đã kết thúc. Giờ mình sẽ chuyển qua phần khác. Kiểm tra MBV. Options. Settings. Video player. MBV. Chỉnh phong. Trước hết là chỉnh property thuộc tính. Chọn 1920x1080. Ở đây là cứ chọn from current video resolution. Và chọn cái này là tự động ngắt dòng nè, cho nó số 3. Rồi bây giờ chỉnh phong nha. Cái này là đang là 24 đúng không? Phong kích cỡ phong dựa vào độ phân giải. Thí dụ 480 là từ 40 đến 45, 720 là 55 đến 65, 1080 là từ 80 lên 90. 80 đến 90. Vậy chọn 85. Hay. Chữ đã to hơn rồi đó. Giờ mình chỉnh màu. Chỉnh màu in đậm. Save as.
để kết nối các khoảng trống gap giữa các dòng với nhau, để giúp một cái line nó sẽ dài hơn và nối với nhau. Bây giờ sẽ tiến hành các bước tools, adjust duration, fist 10.000 millisecond, tone, adjust duration, đừng có lo vì sẽ không vượt quá cái star time của từng line đâu, mình cho 10.000 cũng không có sao. Bây giờ để mình control Z lại nha. Bây giờ giữa hai cái này đang là có khoảng cái khoảng cách nè, có gap á. Bây giờ 10.000 lại nè. Sau đó mình dùng tool fist gap chỉnh về 0 millisecond. Sau đó mình sẽ lưu và chỉnh tất cả các style sang insert hoặc là bất kỳ style name gì cũng được, tên là gì cũng được. Kiểm tra kích cỡ và màu. Control A, set style, nếu chưa có thì tạo Advanced Substation Alpha Style, tạo một cái style mới là Insub. Copy, chọn Copy, đổi tên, name, đổi màu, màu gì cũng được. Apply, check lại cái kích cỡ phông nha. Insub thì để ở trên. Apply, ok. Rồi bây giờ mở lại cái video, mình chỉnh tất cả hình insub. Control A, chuột phải, set style, chọn insub. そうなんですか? はい. Chỉnh cho chữ nó to hơn chút. Ở đây mình chọn khoảng 90 hoặc 95 cũng được. Sau khi đã lưu lại là file nháp tiếng Anh thì giờ mình chỉnh thành mình Google dịch thành tiếng Việt. Google Translate, chọn Auto Translate này, hoặc là Control Shift G, chọn Google từ tiếng Anh sang tiếng Việt và nhớ bấm vào nút Translate, sau đó OK, chứ đừng có bấm OK liền, tại vì chưa Translate thì bên đây nó sẽ không có chữ nào đó. Sau khi xong thì bây giờ mình sẽ có hai cái cửa sổ, một bên là tiếng Việt, bên là tiếng Anh. Thì giờ bên tiếng Anh là original text, thì mình tắt cái original text đi, file và close original subtitle. Lưu tiếp. Bây giờ mình sẽ lưu thành Rap English, file nháp tiếng Việt.
dính lưu. Xong. Và bây giờ mình chỉnh style, chỉnh tất cả style, chỉnh tất cả các dòng về style, gọi là việc sub hoặc là cái gì cũng được. Mình thấy chỉnh về main dialogues. Nhớ cái tên nha, đang là Trap nè, Vietnamese nè. Và ở cái phần âm thanh, như đã thấy thì tất cả đều đã được nói với nhau. Dù có một số cái không, có một số khoảng trống thì là đoạn nhạc, thường là nhạc á, hoặc là các dòng nó sai nhau quá thì không có sao. Tóm lại là có tiếng Việt, tiếng Anh thì sẽ, bây giờ mình ghép sub lại với nhau, ghép hai cái phụ đề. Chọn append tool. Tools append subtitle. Yes. Mình đang ở tiếng Việt nên mình sẽ chọn tiếng Anh. Và đây là English nè. Và chọn OK. Yes. Bây giờ thì đã có song ngữ rồi, song thoại nè. Giai đoạn ghép sub đã xong. Và bắt đầu dịch. Mình sẽ dùng file original, dùng file ban đầu. Bây giờ mình sẽ file open. Chọn original subtitle. Đây, original. Vì cái file original này sẽ không có phrase gap nên nó khá là tiện. Giờ mở video nha. Mình sẽ chỉ cho các bạn nó tiện dụng ở chỗ nào. Bây giờ mình F5. Sau khi F5 chạy, cái video nó chạy rồi thì nó mất chữ. Mất chữ thấy không? Nani? F5 nè. Nani ja nai yo. Nani ja nai yo. 夏休みの宿題やってるのかい? Thế nên lúc này mình sẽ dùng phụ đề phụ. Video open second video is subtitle. Và chọn file Rap Vietnamese, vì đây là file đã có song thoại. Và file original sẽ là file kết thúc luôn, gọi là file final file. Finish. Chữ vẫn còn mà thôi. Mình F5 cái này. 夏休みの宿題やってるのかい? Chữ còn. Và mình sẽ dịch bắt đầu từ hoàn toàn dựa vào tiếng Anh. Chỗ nào khó quá thì mới chuyển sang tiếng Việt. Tới đây là phần ghép sub đã xong. Tiếp theo sẽ là phần dịch, có hai phần dịch chính là
1. Simple, kịp khá là đơn giản. Không cần typeset. Phần 2 là advanced với typeset. Simple translation, dịch thuật đơn giản, không có typeset. Cái formatting ở trong cái phần dấu ngoặc nhỏ, bạn nên dùng bản dịch từ Google Sub. Đây là file original, file ban đầu là original nha, là đang tiếng Anh nè. Mình sẽ auto translate sang tiếng Việt. Original là cái file từ ban đầu chưa có chỉnh sửa nha, gap hay gì đó. Sau đó mình lưu. Lưu thành bất kỳ tên gì cũng được vì đây là file hoàn chỉnh. Mình cũng có thể lưu một cái cho một cái thư mục riêng. Sau khi lưu rồi thì bây giờ vào vấn đề chính. Như đã nói thì có hai phần. Phần 1 là có hai loại, chọn loại nào cũng được, không có typeset. Thì bây giờ mình sẽ thao tác dịch như vậy nè. Bây giờ ở video nè, nếu mà chưa mở video thì phải mở video xong rồi mình open second title, chọn file draft dynamics là file đã có đã được ghép từ tiếng Anh tới tiếng Việt. Bây giờ mình F5, chữ nó không bị biến mất. Hay, wakarimashita. Chữ nó vẫn giữ nguyên. Nhưng mà nếu như mà không dùng file crop mà dùng file khác, mình open second subtitle. Mình dùng chính cái file original nè. Mình F5 thử nha. Hay, wakarimashita. Mất chữ. Bây giờ mình mở cái file mà sau khi đã được bridge gap nói các dòng lại like với nhau thì khi sub vẫn dựa chủ yếu vào tiếng Anh. Hơn 99% bản dịch mình vừa dịch từ tiếng Anh. Và chỉ những từ nào khó mình chưa biết nghĩa của nó mới xem phần tiếng Việt ở dưới, phần Google dịch. Nếu xem từ nào không biết nghĩa thì tìm Google Sub. Nếu từ đó đúng thì cứ sử dụng thôi. Và nếu từ đó sai thì dùng công cụ dịch Ctrl-Q sẽ ra phần translate. Để mình tìm từ nào khó. Google là tìm là bao gồm cả hình ảnh và những bài báo, những cái bài viết riêng về nó. Còn Google Translate là dùng Google dịch. Hoặc là những từ nào ví dụ như là subject hoặc là
protagonist Google Translate. Nếu như mà không mình xem cái phần tiếng Việt ở dưới không có nghĩa thì có thể Google bằng tiếng Trung Quy. Bây giờ mình bắt đầu dịch nha. Omachi. Nani? Nani janai yo. Natsuyasumi no shukudai, yatteru no ka? Để ý cái bàn phím nha, control lên xuống. Câu thoại tiếp theo. Và nếu như phần nào không rõ ngữ cảnh thì mình có thể chạy video và sau đó F7 để lùi lại. F7. Và tu tới là control F7. Control F5 để chạy qua là ngừng. Nếu như chỉ có F5, riêng F5 nó chạy nguyên một câu và nó ngừng ở cái phần end time. Còn nếu như control F5 nó sẽ chạy tới cuối video luôn. まだ休みはたっぷり残ってるし。宿題は31日に全部やるんじゃなくて、そこまでに終わらせるもんなんだよ。 早めに終わらせたってバチは当たらないんだよ。 ちょっとでもやってから出かけな。 明日からやる。 から出かけな。 しょうがねえな。跳ねる。まったくしょうがねえな。逃がさないよ。逃がさないよ。 Vì là phần simple translation thì sẽ không có thí dụ á. Ở phần đơn giản thì nó sẽ không có xuất hiện ở những vị trí khác đâu. Thí dụ ở đây là một lời thoại, ở đây là một lời thoại nè, nó sẽ ở dưới này luôn, thì mình sẽ gộp hai từ đó lại với nhau. Selected lines. Và để trong ngoặc đơn hoặc ngoặc nhọn, nếu như đó là tựa tên của tập phim. Ohayo. Mình xin khuyến cáo các bạn là nên xem nguyên một tập phim trước khi dịch, vì sẽ hiểu rõ ngữ cảnh và nhân xưng, như vậy dịch sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Ở đây ngữ cảnh theo như mình đã xem nguyên một tập là
này, người này đang nói chuyện với mẹ của nhân vật chính ở phần đầu phim, nên sẽ xưng hô là con và cô hoặc là con và bác. どうしたの？夏休みの宿題全然やってないんだって？お母さんから。母ちゃん、あと何が残ってるんですか？やったのを聞いた方が早い。31日派閥？さすがドリー、さすがドリー。31日派閥？うるせえ。全然やってないの？少しはもうやって、数学とか国語とか社会とか。カバンから出してちょっと目を通したりは。どうしたんです？自由研究、すっかり忘れてた。なんでそんな面倒なものを忘れるんですか？手の脇の手るの？威張って言うことじゃないでしょ。威張って言うことじゃないでしょ。まあなんとかなるだろう。まあなんとかなるだろう。そう思って気がつけば31日。終わらせろ。出ないと次のダンスロードに連れていかないぞ。なんで俺らを呼び出すんだよ。だって自由研究何していいか全然わかんない。お前らどうした？俺はお前らどうした？俺はまあそのテーマを考え中というか。ヒロトは？都市伝説の普及率と年代別の変化について。ヒロトは？都市伝説の普及率と
年代別の変化について。Và đây là phần nói về CBS, Character và Seconds. Lúc này mình cần cái này, waveform là Ctrl W nè. Ctrl W. Nếu như muốn tăng độ dài của CBS, giảm CBS thì phải tăng độ dài của cái line. Mình dựa vào câu trên và câu dưới, cái nào mà ít hơn á, thì mình sẽ thu hẹp cái phần ít và tăng cái phần dài. Bây giờ đây mình cần cho CBS nó ngắn lại phải tăng cái độ dài dài duration. Để ý cái mũi tên nha, vậy đang là 18, chụp trái vào đây tăng đến khi nào dưới 17 là ok, 15 cũng được. Và bây giờ phần này là đang 13, cái này đang trùng cái này đúng không, mình cho nó lên và giảm nó xuống 1, 2, 3, và nó không có bị đè lên nhau nữa. Bây giờ chạy từ line này xem sao nhé. 都市伝説の普及率と年代別の変化について。さすがヒロト、小難しいをやろうと思ってる。Chữ trắng là phần mà mình sub, còn chữ xanh là việc sub từ cái file nháp. Chữ xanh lá là việc sub, còn file xanh dương là tiếng Anh in sub. Sasuga Hiroto, komuzukashii. Mình dịch bằng cách nghe tiếng Nhật, chủ yếu nghe tiếng Nhật. Mình thì học với tiếng Anh thì nhiều, nhưng mà mình đã thích nghe tiếng Nhật để dịch hơn vì sẽ ít sai sót hơn. Ồ, thật sự là hi... Ồ, やろうと思ってる。なんだ、二人ともやってないじゃん。僕はいいんだよ。よろしくお願いします。僕は。僕はいいんだよ。hình như phần này nó bị thiếu nè. Mình chạy video. よろしくお願いします。F10 hoặc F12 để mà chọn end time. Nếu là F10 nó sẽ chọn end time.Sau đó sẽ xuống cái dòng tiếp theo luôn. Hình như có cái gì không ổn. Từ phần 4 phút 50. よろしくお願いします。それじゃ。Mình cần cho F5 để chạy thử nha. 僕はいいんだよ。よろしくお願いします。それじゃ、とりあえずいつも通り練習して。Cái tham là file nó bị về vấn đề gì không biết nữa, mà kệ bỏ qua đi. Tại vì nếu tính theo cái này.Mình sẽ chỉnh cái này về 0 và cho nó lên lại. Rồi, chạy video lại nè. 僕はいいんだよ。よろしくお願いします。それじゃ、とりあえずいつも通り。
僕はいいんだよ。よろしくお願いします。それじゃとりあえずいつも通り練習して。それじゃとりあえずよろしくお願いします。それじゃいつも通り練習して。なんで一緒に練習。それじゃとりあえずいつも通り練習して。なんで一緒に練習してんだよ。なん、お前はこっちだろ。CBS cũng không phải quay dài mà mình sẽ thử lại thêm lần nữa, làm lại lần nữa cho dễ hiểu nha. Bấm chuột trái vào duration tăng lên, nếu như không đụng dưới này không sao, nhưng mà đụng thì có thể tăng dưới này và tăng cái start time của rồi giảm duration. Nếu cái duration nó vẫn ở trong phạm vi của CBS cho phép thì khỏi cần tăng cũng không sao. Ủa mày, đây là こっちだろ. ごめん、つい。ごめん、つい。終わるんですかね、宿題。放っておけ。大体ダンスの何を研究するんだ。大体ダンスの何を研究するんだ。考えてないの。ダンスの何を考えてないのかよ。歴史とかジャンルとかは？歴史とかジャンルとかは？歴史とかジャンルとかは？じゃあ図書館行く？歴史とかジャンルとかは？Control 1, Control 2 và Control Shift 1, Control Shift 2. Ví dụ ban đầu CBS là 18.99 chẳng hạn. Thì Control 1 và Control 2 nó sẽ ảnh hưởng đến Start Time. À, Control Shift 1, Control Shift 2 sẽ ảnh hưởng đến End Time. Control 1, Control của Star Time của bên trái, phần bên trái. Control Shift 1 đã ảnh hưởng đến phần bên phải. Và cứ nhìn theo cái đồ thị cho nó quen. Khi mà quen rồi thì thậm chí không cần phải đụng đến con chuột, mình cũng có thể làm khá dễ dàng về cái phần CBS này. Vào Tools và Apply Minimum Gaps. Ở đây mình chọn khoảng 10ms thôi là đủ rồi. Nhiều để mình có thể, đúng rồi, có thể tăng giảm nó ở gần nhau dựa vào Tools Apply Minimum Gaps.
歴史とかジャンルとかは？じゃあ図書館行く？そんなんよりも！ダンスのジャンルと歴史について。あ、ほん、僭越ながら私天保院ゆずるが解説させていただきます。まず僭越ながら私天保院ゆずるが解説させていただきます。màu đỏ đây là CB là thường là 50 thì nó sẽ tràn viền và nó tự động xuống hàng và nó xuống tự do nó tự động nên sẽ không xuống hàng theo ý mình được. Ví dụ như là 50 xin ngừng lại とは、いわゆる路上で踊るダンスの総称であり、mình phải tắt ngang. Bây giờ mình sẽ
ず、ストリートダンスとはいわゆる路上で踊るダンスの総称であり、まず video position ngay cái chỗ mà tắt ngay chỗ video á, ngay cái khung thời gian trên video luôn. Shortcut nè, theo như mình đã cài là Ctrl Shift R split line and khung video position. Ctrl Shift R video tới đó, mình sẽ chọn cái chỗ cần tắt ở trên cái đèn, cái lời thoại trước hết giữ đường số là 300. Và bây giờ mình sẽ chạy video tập 5. Maze Street Dance とは tập 5 ngưng. Và ở đây như đã chỉ định là nó sẽ tắt từ sau cái 300 trở đi, mình sẽ いわゆる路上で踊るダンスの総称であり、đây là đây single line length là CBL. Nếu nó chỉ ở một dòng thì nó là 66 dòng. Enter để xuống chia thành hai dòng nè. まず、ストリートダンスとはいわゆる路上で踊るダンスの総称であり、ストリートダンスという踊りがあるわけではありません。それゆえにジャストリートダンスという踊りがあるわけではありません。それゆえにジャンルはブレイク。それゆえにジャンルはブレイク。ロッキン、ロッキン。ジャズ。ポッピン。ハウス。ヒップホップ。数多くあり、また新たに生まれ続けております。年代別に言いますと、古い順からオールドスクール。年代別に言いますと、古い順からオールドスクール。
ドルスクール。古い順からオールドスクール、ミドル、ニュースクールという世代に分かれています。古い順からオールドスクール、ミドルスクール、ニュースクールという世代に分かれています。ミドルスクール。ニュースクールという世代に分かれています。ミドルスクール、ニュースクールという世代に分かれています。それではまずオール、研究、研究、そうか、ちょっと跳ねる。何してるんだよ。観察、自由研究といえば観察だから。私は虫か。虫刺され、私は虫か。うわ、虫刺され、オスだバカ、行け。私は虫か。体のと自分たちで考えないと。こっからは頑張るから。どう頑張るけど、まあヒロと Like, make it, 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 make it,